Rồi em chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng nha. Tâm cũng như ngoài nước, một là chú sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thì hiện tại anh em tụi em có mặt 5 giờ sáng để đúng rồi, để quay chia sẻ cái câu chuyện của thằng thám tử cáo. Dạ. Thằng thám tử kêu bằng là thám tử cao đó. Sáng nay để đi thăm cuộc sống nè. Đúng dạ. Rồi để quay chia sẻ cái câu chuyện của Hồng Loan. Đó thì bây giờ cô chú chị cũng biết rồi đó. Cái thằng thám tử cáo này á thì lúc nào nó cũng lên cái cộng đồng mạng nó dơ trà biển. Nó quay nó chia sẻ về Hồng Loan là cái giấy ADN. À rồi những cái thông tin mà kêu bằng là bí mật của Hồng Loan. Bây giờ đưa lên trên cộng đồng mạng thì cô chú chị cũng biết là trước đó thì cái chị luật sư Tiến Ngọc đó cũng đến gặp trực tiếp Hồng Loan để lấy những thông tin đó để làm những cái bộ hồ sơ để thưa cái thằng thám tử cáo này. Dạ. Đó thì bây giờ á Hồng Loan thì cũng đã chia sẻ với tất cả cô chú chị biết rằng á thám tử cao rất là kêu bằng ảnh hưởng tới vấn đề là kinh doanh nè, buôn bán của Hồng Loan rất là nhiều. Đó thì em cũng quay chia sẻ để gửi đến tất cả cô chú chị. Em có chia sẻ gì không? Thì nói chung á cô chú anh chị, hiện tại bây giờ á là người đứng sau của cái bộ ba Tam Sơn á là thường xuyên lên những cái bài viết mà kích động đến cái bộ ba Tam Sơn này, đó là nhằm cái mục đích á là hạ bệ chị Loan và chị Nê nha cô chú. Đó là cái bà mì xào của chú á cô chú anh chị. Đó thì như cô chú anh chị cũng được biết á là trong những cái thời gian vừa qua là cái bà mì xào này á là bả thường xuyên lên những cái video bà nói rằng á là bả sẽ không đá động đến cái drama của chị Loan nữa, mà sau khi á là cái bộ ba Tam Sơn này nó quay xe rồi là bắt đầu là bả gây hấn bả lấy cái lòng thù hận của bả ra á cô chú anh chị. Là hiện tại bây giờ là bả lên những cái bài viết và kích động cho cái bộ ba Tam Sơn này đỡ nhằm cái mục đích là nhục mạ chị Loan và chị Ni, đỡ nhằm là thỏ lòng cái lòng của cái bà mì xảo anh đó. Gây chia rẽ không? Dạ gây chia rẽ này. Rồi bà nói rằng á là chị Loan là người vô ơn, rồi chị Ni là người Mã Lai, một người đại gia dớm đồ này kia. Ủa chị Ni có làm gì đụng đến bà đâu cô đâu anh, mà bà lại dùng những cái lời nói như vậy? Nhưng mà tại vì chị Ni lúc nào cũng bảo vệ Hồng Loan, thành ra là bà ghét. Nói chung là tại vì tính ra là bà lại thua chị Ni cho dạ. Nên cái kiểu cái ăn tức ở đó mà. Dạ. Đó. Đó thì tất cả cô chú chị biết rằng á bây giờ cái bà mì xào của chú này đó rất là cay cú Hồng Loan cái nha. Rất là cay cú trong cái câu chuyện là bây giờ trả đồ vật rồi cay cú về vấn đề là nói Hồng Loan là không có thường điện cho bà mì xào của chuối. Dạ. Ủa mắc gì phải gọi? Ủa bây giờ cái chị mì xào của chú này á đi vào câu chuyện của Hồng Loan á là cũng là tự động đến và tự động đi chứ không ai chia rẽ và không ai đến đấu đá về tới bà mì xào của chú này. Thì bây giờ mình tự động đến thì mình tự động đi, thì bây giờ mình đã hứa về cái câu chuyện là không nói về cái câu chuyện Hồng Loan nữa thì mình hứa là mình chia sẻ đi chứ mắc ơn mắc gì mà phải nói về cái câu chuyện của Hồng Loan rồi chia sẻ tin tất cả các thông tin nói về là Hồng Loan là vô ơn, rồi Hồng Loan ca dởm ca dở, Hồng Loan á là ca không được hay. Ủa từ ngày xưa tới giờ Hồng Loan không nói gì, Hồng Loan là ca sĩ, Hồng Loan không nói là Hồng Loan nghệ sĩ, Hồng Loan chỉ được khán giả yêu thương nè, được khán giả quý mến rồi được khán giả yêu thương đến dạ. Để tất cả các bầu show quay chia sẻ về cái câu chuyện của Hồng Loan. Dạ. Chứ mắc cái gì đâu mà Hồng Loan đâu phải là ca sĩ nghệ sĩ. Đúng rồi. Em anh. Vẫn chia sẻ về cái câu chuyện Loan là Hồng Loan ca không hay nhưng Hồng Loan ca ra được khán giả yêu thương. Còn bây giờ phía bên cái bé que đó. Dạ. Thì bé que là kêu bằng là một ca sĩ nè, nổi tiếng nè, một ca sĩ là được trong lòng khán giả nè. Ủa nhưng mà vì bây giờ ca ra ai mà yêu thương, ai mà chấp nhận? Ngay cả chính những cái bài hát của bé que này đó là ca ra đó được anh em quay chia sẻ về câu chuyện Hồng Loan đó cũng đánh bản quyền. Dạ. Đánh hàng loạt bản quyền những anh em quay ở trên Ninh Nhân của chị, trong đó có em luôn. Đó thì tất cả cô chứ chị biết rằng là những hành động của bé que này á nhằm mục đích là kêu bằng là bôi nhọ về cái danh dự nhân phẩm của kêu bằng là nghệ sĩ. Dạ. Chứ đâu phải mà chuyện đơn giản. Thì anh nói rồi, em tiếp lời anh á là ngày hôm qua cô chú là cái cô cháu gái này cũng có lên một cái bài viết á là chia sẻ nói về chị Hồng Loan.
đó, nghĩ sao cái cô cháu gái này buông ra cái lời nói rất là thô tục luôn nha cô chú, là sau khi chị Loan hát cái bài hát á, là được nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh gửi tặng á, là cái bài hát Tuổi Phận Đời Con á, là trong lúc đó là nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh có thêm vào cái đoạn mà Hoa Bồ Đề Tăng Cổ á, cô chú anh chị đó. Thì cái con ve con á, nó lên tiếng nó nói rằng á, nghĩ sao bây giờ tại sao lại đứa con nuôi không rõ nguồn gốc lại đi hát cái bài hát của cậu tôi, rồi bài hát đó là chính tôi và cậu tôi hát hồi trước kia, là cái bản quyền thuộc về BH. Mà phải nói rằng á, chị Loan là ai? Chị Loan là con của cố nghệ sĩ, là chị Loan có quyền được hát. Còn cái đứa cháu gái này á, mỗi lần nó nói chuyện ra á, anh, là nó nói những cái lời nói phải nói rằng là rất là ấy luôn anh. Rất là thô tục đúng không? Dạ. Thì tất cả cô chứ chị biết rằng á, phía bên bé que này á, hiện tại bây giờ á, cũng được rất nhiều anh em chia sẻ rằng á, là sẽ gặp trực tiếp để nói về cái bản quyền của chú Năm, cô chị lấy về bản quyền của chú Năm và sẽ chia sẻ cho tất cả cô chú chị biết. Rồi cái thông tin thứ hai á, là hiện tại bây giờ á, là phía bên con Trang kêu bằng Trang Cách Tra đó, dạ, nó cũng lên những bài viết, nó nói liên tục liên tiếp về câu chuyện của Hồng Loan là con nuôi con ruột và giấy ADN có thật sự đúng hay không. Và cái câu chuyện thứ ba đó là hiện tại bây giờ là bé kêu bằng là Trang Virus đó, dạ, nó cũng nói là Hồng Loan là con nuôi, con hợp pháp. Đây cáp gì chia sẻ cái câu chuyện của Bôn đi. Này cáp ơi, cáp chia sẻ gì cái câu chuyện của Bôn đi. Đúng không? Đó cô chú ơi, thì hiện tại bây giờ là phía trước là cũng có là anh trợ lý của chị Loan là cũng mang cái vali và chuẩn bị đi công việc á anh. Đúng rồi, đó. Chuẩn bị đi công việc thì dạ, em nghĩ chắc chắn là vài hôm nữa thì Hồng Loan cũng sẽ sắp xếp những cái công việc đi Pháp, Mỹ, anh đi Mỹ, đi Mỹ, dạ, Mỹ lưu dưỡng nha con chị. Dạ. Đó thì đây em cũng chia sẻ gửi đến cho tất cả con chị nha. Đã cô chú đây phía trước là anh trợ lý của chị Loan, thì hiện tại bây giờ cũng mang một cái vali đồ rất là lớn luôn anh. Rất là lớn nha. Em chào anh nha. Rất là nhiều người có chị. Dạ. Đây thì em cũng sẽ gửi đến cho tất cả cô chị. Đó thì nếu như mà chắc chắn thế nào thì phía bên bé que đó, bé que cũng sẽ ganh ăn thức ở với Hồng Loan rất là nhiều nha. Dạ. À xe đến rồi. Trợ lý mà con đẹp như dạ, vậy á. Đúng rồi. Dạ. Nếu có trợ lý mà con đẹp như vậy thì chắc chắn là Hồng Loan sẽ đẹp tới mức độ nào. Đó. Trợ lý đi công việc nha cô chú. Đây. Ủa chị Loan không có đi cùng anh nữa anh? Dạ dạ, đi một mình. Thôi dạ, em chào anh nha, em chào anh nha. Đó cô chú thì thôi giờ em cũng xin phép cô chú anh chị và các bạn, hai anh em của tụi em là em kết thúc video tại đây nha. Cô chú anh chị và các bạn yêu thương thì cho Thảo Nguyễn Vlog và Hà Vinh Vlog xin một like và một đăng ký nha cô chú. Đó thì nói chung là hai anh em của tụi em ngày nào cũng có mặt tại nhà chị Hồng Loan để quay chia sẻ đến cho cô chú anh chị và các bạn yêu thương chị Loan được xem. Dạ thôi giờ hai anh em tụi em xin phép là kết thúc video tại đây nha cô chú. Bye bye, bye bye.